Em sẽ được có được kết quả cao trong liên hoan ngày hôm nay. Vâng, mạnh mẽ, khỏe khoắn, đậm chất người vùng cao. Đó là điều đó sẽ được thể hiện qua tiết mục Ngày hội dạ bánh dày vùng cao đến từ các chàng trai của tập thể lớp 10A nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.